Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Hội nghị giao ban công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội quý 3 năm 2014. Các địa phương trong tỉnh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa bão. Phóng sự cảnh giác với các chiêu lừa đảo của tiếp thị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, trắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 17 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận chính quyền, thủ trưởng đơn vị lực lượng vũ trang, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quý 3 năm 2014. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quý 3 năm 2014, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn Quảng Bình cơ bản ổn định. Nhân dân phấn khởi trước những thành quả đạt được của đất nước, quê hương, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh phát động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong quý, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cả cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết kết luận cả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo, chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 57 của Bộ Chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ban dân vận Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu và giúp cấp ủy chỉ đạo nhiều chương trình đề án công tác dân vận. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục có những giải pháp đổi mới công tác dân vận. Các lực lượng vũ trang bám sát cơ sở, sâu sát nhân dân, tăng cường các giải pháp vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Mặt trận các cấp đã nỗ lực đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo chức năng nhiệm vụ được giao. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý thời gian tới, các cấp các ngành cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 1, vấn đề ô nhiễm môi trường ở các nhà máy xi măng. Các cấp chính quyền cần thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra công tác dân vận chính quyền. Đối với mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, chỉ đạo bám sát cơ sở, tham mưu giúp chính quyền giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, quan tâm tình hình việc làm, đời sống của nhân dân trong mùa mưa bão. Chiều nay ngày 17 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố trang thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Phi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự. Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cung cấp thông tin về lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thông tin hoạt động của mặt trận các cấp trong tỉnh, cả văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giới thiệu các điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của mặt trận các cấp trong tỉnh. Hoạt động của website Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuân thủ cả quy định của Đảng, Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông và của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng.
việc quản lý cung cấp thông tin website Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tuân thủ các quy định của báo chí xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ, bản quyền và các quy định có liên quan. Tên gọi của website Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, địa chỉ website http://ubmt.quangbinh.gov.vn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50, được triển khai từ năm 2009 đến năm 2014. 5 năm qua, để đảm bảo tốt vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50 một cách toàn diện, đạt được những kết quả thiết thực. Hệ số kỹ thuật thường xuyên được duy trì, đạt chỉ tiêu đề ra, phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ, tích cực chủ động khai thác các nguồn thu ngân sách, đầu tư hàng trăm triệu đồng cho công tác kỹ thuật để sửa chữa, đồng bộ nâng cao chất lượng các loại vũ khí trang bị, đã bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa được hàng chục ngàn lượt khẩu súng, pháo và phương tiện kỹ thuật, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị. Có nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng, được quân khu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị đã thống nhất đề ra 8 nội dung biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Bình. Trong đó trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò vị trí, tầm quan trọng của cuộc vận động 50 trong cán bộ chiến sĩ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cả quy trình, quy định về quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật và làm tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm. Hôm qua ngày 16 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Sở Thông tin Truyền thông đã tổ chức sơ kết 2 năm ký kết chương trình phối hợp về công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới giai đoạn 2011-2020. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Thực hiện tuyên truyền có hiệu quả cả chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân cả khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị và tham gia phát triển kinh tế xã hội của quân dân khu vực biên giới. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày biên phòng toàn dân và 55 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng bộ ký sự Những ngôi sao xanh, giới thiệu những thành tích kết quả của các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ và nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thực hiện và phát sóng 24 chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới, qua đó tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao một máy tính sách tay, 2 máy tính bảng và 2 bộ sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trị giá trên 20 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Chiều nay ngày 17 tháng 9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp về công tác an ninh trật tự theo quyết định số 07/2012 ngày 19 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, một số doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn chưa chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, hợp đồng lao động và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự và công tác quản lý tạm trú vẫn chưa được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn cho cả dự án, cả doanh nghiệp, đặc biệt là khi có thêm nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động trong các khu kinh tế, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Công an tỉnh Quảng Bình đã ký kết quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh trật tự với 6 nhiệm vụ chính. Theo đó, hai cơ quan sẽ tăng cường công tác phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, về xuất cảnh, nhập cảnh, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng ngừa các hoạt động gian lận thương mại, vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp. Sáng nay ngày 17 tháng 9, Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình tổ chức trao 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Tụy ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Liệt sĩ Hoàng Văn Tụy hy sinh năm 1988 tại đảo Gạc Ma. Hiện tại, cha mẹ của liệt sĩ Hoàng Văn Tụy là ông Hoàng Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Tròn có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Nhiều năm qua, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng ông bà vẫn phải ở trong căn nhà dột nát. Cảm thông chia sẻ với hoàn cảnh gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Tụy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành xác minh và quyết định hỗ trợ cho gia đình liệt sĩ để xây dựng nhà tình nghĩa. Hiện tại ngôi nhà đã được xây dựng, dự kiến đến ngày 25 tháng 10 sẽ hoàn thành,
với tổng diện tích trên 100 m², trị giá trên 400 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ 100 triệu đồng. Số tiền còn lại do họ hàng, làng xóm, các đoàn thể ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh giúp đỡ để công trình hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Hôm nay ngày 17 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy đã tổ chức các đoàn đi thăm thân nhân các gia đình cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển Đông. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy đã đến thăm và tặng quà 15 gia đình trên địa bàn huyện có con em đang làm nhiệm vụ trên biển. Từ nguồn ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Ủy ban Mặt trận huyện đã trích 19 triệu đồng tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng. Riêng gia đình chiến sĩ cảnh sát biển Nguyễn Văn Huy ở thôn Thạch Ban, xã An Thủy, có vợ là chị Trần Thị Hoa đang bị bệnh nặng, được tặng số tiền 5 triệu đồng. Cán bộ mặt trận đã ân cần động viên cả gia đình an tâm, sức khỏe, luôn là hậu phương vững chắc để con em mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Các địa phương trong tỉnh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa bão. Phóng sự cảnh giác với các chiêu lừa đảo của tiếp thị. Thưa quý vị và các bạn, công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Điều Gà, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh được thi công từ nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ. Để công trình sớm phát huy hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh đã tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước mùa mưa bão. Công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Điều Gà có tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng với 3 hạng mục chính, đó là gia cố đập, khoan phục chống thấm đập tràn và xây dựng đường quản lý xung quanh khu vực hồ đập. Với chức năng vừa phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân các vùng phụ cận, vừa góp phần đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa bão lũ năm 2014, nên trong quá trình thi công công trình, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công, huy động tối đa nhân công, thiết bị, máy móc để triển khai đồng bộ các hạng mục. Đến thời điểm này, công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Điều Gà đã cơ bản hoàn tất cả hạng mục, phấn đấu vào trung tuần tháng 10 năm 2014 sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng. Trong đó có hai hạng mục quan trọng là gia cố hồ đập và khoan phục chống thấm đập tràn đã hoàn thành 100% khối lượng công việc trước mùa mưa bão năm nay. Hiện nay huyện Tuyên Hóa đang tập trung nguồn lực để tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi, vừa để tích đủ nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2014-2015, vừa hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm nay. Toàn huyện Tuyên Hóa có 145 công trình thủy lợi, trong đó có 9 hồ nước dự trữ, 112 công trình đập tự chảy và 24 trạm bơm phục vụ tưới tiêu cho 1.500 hecta lúa vụ đông xuân 2014-2015. Tuy nhiên, nhiều công trình đã xuống cấp, hư hỏng do chịu ảnh hưởng của thiên tai và đã xây dựng lâu năm. Do vậy, trước mùa mưa bão năm nay, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn lực tu sửa, nâng cấp hệ thống các hồ đập, trạm bơm, canh mương, chuẩn bị vật tư nông nghiệp sản xuất vụ đông xuân 2014-2015 và kịp thời ứng phó với thiên tai. Ngoài ra, từ nguồn vốn của tỉnh, huyện Tuyên Hóa cũng đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp đập khe trờ tại xã Thuần Hóa với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình lớn phục vụ công tác tưới tiêu cho phần lớn diện tích nông nghiệp của địa phương. Trước mùa mưa bão năm nay, công tác chuẩn bị củng cố hệ thống lưới điện nông thôn tại các địa phương trong tỉnh đã được các đơn vị của ngành điện lực Quảng Bình hoàn thiện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho người dân và dự phòng sự cố. Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố có điện, 157 trên 159 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia. Còn 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch của huyện Bố Trạch chưa có mạng điện lưới của điện lưới Quảng Bình. Do nằm sâu trong vùng phong nha kẻ bàng, dân cư thưa thớt, nên việc đưa điện lưới đến với người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thiện việc chỉnh trang, nâng cấp hệ thống lưới điện cũng như giải phóng các điểm có nguy cơ cao về mất an toàn hành lang lưới điện, nhất là tại các vùng nông thôn. Ở những vùng mới được tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, tình trạng vi phạm an toàn hành lang chưa được giải quyết dứt điểm, nên việc đảm bảo an toàn cấp điện trong mùa mưa bão cho các khu vực này luôn được công ty điện lực Quảng Bình chủ trọng. Ngoài các biện pháp như sửa chữa, củng cố lưới điện, các đơn vị trực thuộc còn thường xuyên xử lý các vị trí cột điện, dây điện trùng, võng nguy hiểm, không đạt tiêu chuẩn quy định về khoảng cách an toàn, kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp, rà soát các thiết bị chống sét của hệ thống lưới điện. Xác định chăn nuôi là ngành kinh tế mũi nhọn góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương, những năm qua xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn đầu tư phát triển đàn gia súc gia cầm cả về số lượng và chất lượng tổng đàn. Hiện nay tổng đàn gia súc của xã Lâm Trạch đạt 5.000 con,
trong đó đàn bò 1.000 con, đàn lợn 3.000 con và đàn gia cầm là 12.000 con. Nhờ chủ trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, nên hoạt động chăn nuôi của xã ngày càng phát triển ổn định. Nhiều hộ dân đã tận dụng các phụ phẩm từ nông nghiệp và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, chăn nuôi ở lâm trại còn mang tính chất nhỏ lẻ, chưa tập trung. Để khắc phục tình trạng này, hiện chính quyền địa phương đã khuyến khích bà con tận dụng các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư chuyển dần phương thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc gia cầm, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2003, Hội nông dân và Hội lâm vườn xã Phủ Đình, huyện Bố Trạch đã phối hợp triển khai thí điểm mô hình trồng tre lẻ măng. Đến nay, sau hơn 10 năm, mô hình này đã đạt được hiệu quả thiết thực. Hộ gia đình ông Ngô Văn Minh ở thôn 9 xã Phủ Đình, huyện Bố Trạch là một trong những hộ có diện tích trồng tre lẻ măng lớn nhất xã. Năm 2003, trên diện tích 4 sao đất của gia đình, ông đã mạnh dạn trồng 60 gốc tre lẻ măng. Chỉ sau gần 2 năm trồng và chăm sóc, cây tre đã cho thu hoạch. Hiện nay mỗi năm gia đình ông thu lãi từ mô hình này trên 30 triệu đồng. Mô hình trồng tre lẻ măng có nhiều ưu điểm như dễ chăm sóc, cho hiệu quả kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng bởi ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân hóa học. Đặc biệt thích hợp trên những diện tích đất xấu, đất hoang hóa, bạc màu và đất dốc, nên bà con có thể tận dụng mọi diện tích đất để trồng. Hiện nay chính quyền xã Phủ Đình đang tích cực vận động người dân chuyển đổi các vùng trồng cây kém hiệu quả sang trồng tre lẻ măng để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, thời gian qua, trên địa bàn xã đã xuất hiện một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn nhằm lừa đảo người dân bằng việc tiếp thị các sản phẩm như bếp tư, bồ nồi khử độc tố. Không ít người đã nhẹ dạ cả tin, rút tiền triệu để mua về những sản phẩm không có giá trị sử dụng như khi được tiếp thị. Sau khi đưa người nhà đi chữa bệnh ở Hà Nội về, ông Hoàng Văn Tuyền, thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đã gặp các nhân viên tiếp thị. Họ giới thiệu sản phẩm bếp tư và bồ nồi khử độc tố rất có lợi cho sức khỏe. Nhà ông Tuyền có đến 3 người mắc bệnh tim, đau ổn liên miên, ăn uống cũng phải kiêng khem. Nên ông Tuyền quyết định mua bộ sản phẩm trên với giá 4.500.000 đồng. Có người gọi mới nói là giới thiệu sản phẩm là bồ sáu nồi là chống độc tố, và nếu như có độc là sẽ đổ màu tím. Thì là gia đình là nói nếu cái bồ nồi mà có chống độc tố thì là gia đình mua. Có người là phải vay mượn, có người là nếu như bản thân tôi là về vợ con cháu đi Hà Nội vô thì nó thiệt là ba con tới chơi người cho 100, người cho 50, 70 là bỏ vào đây mua là xong là bị lừa. Cũng giống như ông Tuyền, gia đình ông Đinh Duy Lâm, bà Nguyễn Thị Sền ở thôn Đức Thắng, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh cũng bỏ ra tiền triệu để mua bộ sản phẩm bếp tư và bồ nồi khử độc tố. Dù đã nghi ngờ trước những thủ đoạn như thế này, nhưng đến giờ bà Sền vẫn không hiểu vì sao mình lại cả tin như vậy. Rời nhà ông Lâm, bà Sền, chúng tôi tìm đến một số gia đình khác và nghe câu chuyện của họ. Một trong những chiêu lừa đảo mà các tiệm thịt hay sử dụng đó là đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thích hàng khuyến mãi của người dân. Những người bán hàng này nắm khá rõ hoàn cảnh của các gia đình mà mình giao hàng, để từ đó đưa ra lời giới thiệu khá hợp lý và thuyết phục. Thêm vào đó, các sản phẩm khuyến mãi, các phần quà giá trị khi mua bộ sản phẩm càng làm tăng thêm sự tò mò, hào hức của bà con. Tin lời tiệm thịt, người dân mất tiền oan. Quà tặng hay sản phẩm khuyến mãi đến bây giờ cũng chẳng thể đâu. Nếu ông ba mua thêm cái bộ nồi là có mua toàn tất là 4 triệu. Là 4 triệu là được thưởng cái xe đắp máy hoặc là cái tivi hoặc tủ lạnh. Ba kể được có ông ba chọn. Ông thì nói thôi thì tôi lấy chiếc xe đắp máy người ta rồi để đi làm ruộng. Là nói thôi thì chứ cũng có tiền, nhớ chứ cũng có tiền. Con chưa gửi ra chưa có được chi vàng thì nói cả với chi vàng được. Đây là nói cho mắc 1 triệu. Ngày hôm sau họ đem lên đó, họ đem lên là cái đem chiếc xe đắp máy lên rồi là con đồng mình đưa tiền, đưa thêm 1 triệu nữa. Là trong mấy ngày rồi 3 ngày điện thoại cũng thể đem lên thôi. Tại các gia đình đã chào hàng, các nhân viên tiếp thị đều để lại giấy biên nhận, giấy mời, phiếu bảo hành có địa chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nam Quốc HL, địa chỉ 33/1 đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi tìm đến địa chỉ 314 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, một trong những địa chỉ cụ thể nhất mà các nhân viên tiếp thị của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nam Quốc HL để lại. Trên thực tế, địa chỉ này là của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Huệ. Liệu hai công ty này có liên quan đến nhau hay không?
hoàn toàn là không có cái gì liên quan cả. Lần đầu tiên là ở ngoài Quảng Trạch, ngoài Ron á, rất là xa. Nhưng mà lần sau là những nhóm người đó ở nông trường Việt Trung và có những người đó ở trên Quảng Ninh, dạ, những vùng như Tân Ninh, Xuân Ninh, được họ đến cùng 3 lần lận. Nhưng mà để tôi đều cũng phải giải thích với họ và cũng phải trả lời với họ rằng là không phải công ty mình bán ra những sản phẩm thế này. Như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, không chỉ những người dân xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, mà những người dân ở các địa bàn khác cũng bị mất tiền oan với những chiêu lừa đảo của thiếp thị. Theo giá thị trường, bộ sản phẩm bếp tư, bộ nồi trắng men, ceramic chỉ hơn 1 triệu đồng. Thế nhưng, hầu hết người dân đã phải chi đến 4 triệu rưỡi để mua. Các cơ quan chức năng phải vào cuộc, phải có biện pháp ngay những cái là công ty vì phải bảo vệ người tiêu dùng. Cho nên là cái phương pháp thứ nhất để mà là mình hạn chế được cái rủi ro cho những người dân là những người nghèo như bản thân gia đình tôi thì tôi rất mong muốn từng thôi. Trong khi chờ đợi những kết quả điều tra từ phía các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tiếp thị. Theo như bà Đoàn Thị Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Huệ, thì những công ty đã có thương hiệu, bán hàng có nguồn gốc thì không bao giờ có nhân viên tiếp thị đi bán hàng tại nhà. Vì vậy, trước khi quyết định mua một sản phẩm, người dân cần tìm đến những công ty, cửa hàng có thương hiệu, địa chỉ tin cậy, tránh bị cám dỗ bởi những sản phẩm quà tặng hay khuyến mãi mà lại mất tiền oan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 17 ngày 18 tháng 9. Khu vực miền núi trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 9, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 33 độ.